Mấy người bảo anh là toàn mười mấy 20 triệu một cân. Chú thích kiểm tra anh xem nó là gỗ gì mà tại sao lại đắt như thế. Ok, và em sẽ thử kiểm tra xem là ở đây là một cái gỗ gì mà tận mười mấy 20 triệu một cân. Nói thật anh em à, ít lắm, loại gỗ để mười mấy 20 triệu một cân thì khó lắm. Và xem kiểm tra xem là úi dồi, đóng gói rất cẩn thận, đấy, cả báo chí giấy tờ. Úi dồi ôi, à, một cái phôi gỗ màu vàng nhạt anh em mình ạ. Thì giới thiệu anh em thì cũng chưa biết nó là gỗ gì cả, nhưng mà đây nó là một cái phôi gỗ mà có thể nói rằng là để cũng là khá là lâu rồi. Đấy, và ngay bây giờ thì muốn kiểm tra thì đầu tiên là em Sơn cứ phải tạt cái đã để xem là nó là gỗ gì anh em nhá. Tạt thì nói chung là anh em phải có nghề mới biết tạt được. Em thấy mấy ông cứ bắt chiếc mấy video thẩm định nhưng mà tạt cũng biết tạt đâu, đúng không ạ? Tạt nó phải tạt xuôi thớ, và đặc biệt cái lưỡi của đục ấy mình cũng phải đưa đúng chỗ thì mới biết được. Khi mà mình tạt một cái mà mình nhìn thấy là đầu tiên là mình cảm nhận, đầu tiên là cảm nhận cái nhát đục, thì mình thấy rằng là cái gỗ này nó là cái dòng gỗ khá là mềm. Thường dòng gỗ mềm như thế này ấy, thì đặc biệt là cái vân gỗ của nó là cái vân gỗ mà nói chung là cái màu mà cái màu vàng và màu kiểu màu trắng vàng ấy. Đấy, và đặc biệt cái vân gỗ nó lại vòng đều như thế này, và đặc biệt tạt lại mềm ấy, thì mình đánh giá ngay đây là một dòng họ của nhà Thông ngay. Đầu tiên là phải phán đoán xem là họ nhà Thông thì có bao nhiêu, gồm nhiều rất nhiều loại gỗ, nhưng mà để mà tom gỗ mịn thì là phải những loại gỗ rất là quý, bởi vì những loại gỗ thông thường ấy thì tom gỗ nó sẽ là to anh em nhé. Và tiếp theo đó chính là mình sẽ ngửi cái mùi thơm xem là nó có cái mùi thơm gì không, hay là nó có cái mùi gì không. Như mình ngửi đây thì nó có cái mùi thơm ngọt nhưng mà lại thơm nhẹ thôi. Chính vì thế cho nên là đây là một có thể nói rằng là một trong những cái loại gỗ rất giá trị, nhưng mà đây là cái phôi nói thật anh em mình là phải để rất là lâu rồi nó mới có mùi như thế này. Và trong quá trình mình tạt ra đây và mình đã kiểm tra bằng cả là nhìn thẳng trực tiếp vào, thứ hai nữa là độ tạt khi mà cái độ chắc của gỗ, và thứ ba nữa là cái vòng vân gỗ, và thứ tư nữa đó chính là cái mùi thơm. Thì cái mùi thơm ngọt như này thì chắc chắn đây là mùi thơm của hoàng đàn tuyết Lạng Sơn. Nhưng mà chia sẻ với anh em, đây là một phôi hoàng đàn tuyết Lạng Sơn vô cùng đặc biệt, và chính cái điều này dẫn đến cái chất lượng của hoàng đàn tuyết Lạng Sơn. Và anh em hãy sẽ quay lại đây để mình sẽ giải thích cho anh em mình tại sao cái này nó là hoàng đàn nhưng mà nó lại không được chất lượng cho lắm. Thì chia sẻ với anh em nhé, thì khi mà mình tạt đây ra ấy, và đặc biệt mình nhìn thấy cái thớ gỗ mà được vanh hay được xẻ hay là như nào đấy ở đây thì nó rất là khô rồi. Và khi mình tạt ra đây thì cái phôi gỗ của nó khá là khô, và đây mà ngửi mùi thơm thì thơm ngọt đúng mùi của hoàng đàn nhưng mà nó lại rất là nhẹ. Đấy, thì mình đánh giá thì đây là một phôi hoàng đàn tuyết Lạng Sơn, nhưng mà đặc biệt nữa thì cái loại này là để lâu năm cho nên là nó bị hết tinh dầu. Đấy, cho nên là cái mùi thơm của nó nhạt đi, nhẹ đi nhiều rồi. Nó không còn thơm đậm và thơm sâu như là cái hàng hoàng đàn tuyết Lạng Sơn mà nó đậm tinh dầu đó. Và cũng chia sẻ với anh Giai thì đây là một cái phôi gỗ hoàng đàn tuyết Lạng Sơn. Thì đúng là nếu như mà là hoàng đàn tuyết Lạng Sơn ấy, thì giá của nó cũng, nếu như với những phôi to, phôi nu hoặc phôi sụn thì có thể lên đến khoảng 6 triệu, 8 triệu, 10 triệu một cân. Thế còn với những phôi nu cao cấp hơn hẳn thì có thể mười mấy 20 triệu một cân là đúng. Nhưng mà với những cái chất lượng mà phôi gỗ hoàng đàn tuyết Lạng Sơn của anh mà phôi khô và ít tinh dầu như thế này thì em Sơn áng vì hiện tại bây giờ giá thị trường nó cũng rơi vào khoảng từ 2 triệu rưỡi cho đến là 3 triệu một cân, khoảng tầm đấy anh Dài nhá. Và nếu như anh có những phôi gỗ gì tiếp theo có thể gửi về cho em Sơn có thể thẩm định nhá.